Đây chính là vị trí mà khi ông Hùng Cửu Long được các cảnh sát viên của thành phố Westminster bảo vệ đi khỏi khu vực này, chấm dứt sự xuất hiện của ông Hùng Cửu Long ở đây cũng như là chấm dứt sự phản đối của những người có mặt ở đây. Ông Ngô Kỷ có thể nói một cách rõ ràng là theo cái ghi nhận của ông vào cái ngày hôm đó thì cái quan cảnh, cái sự việc nó đã diễn ra như thế nào ngay tại đây thưa ông? Vâng, thì như hồi nãy tôi trình bày từ trong thương xá Hoặc Kinh ra đây thì tất nhiên là người sơ kỳ hết bổn phận rồi, tại vì ra đây là đất cổ công rồi và trách nhiệm của cảnh sát. Thì có 5-6 cảnh sát đã chạy tới, thì tôi nghĩ rằng cũng gần tới khoảng 10 người cảnh sát đó. Thì cảnh sát mới ra hỏi chúng tôi vâng, tình trạng như thế nào, tại sao vậy này nọ, họ muốn tìm hiểu. Thì khi đó thì cũng có ông Hùng Cửu Long đang đứng vòng vòng đó. Thì khi đứng đó thì cảnh sát mới có một số người tới chất vấn ông ta, rồi nói chuyện ông ta. Thì trong khi đó thì ông Hùng ổng vẫn cần giữ, ổng lại có cái thái độ rất là kỳ, là ông ta lúc nào cũng cầm cái cell phone, ông ta quay phim rồi ông ta gọi phone lung tung. Thì ông ta mới gọi một cái chiếc xe taxi, thì chiếc taxi họ tới đó thì ông ta leo lên, nhưng rồi đồng hương có một số người phản đối tới ngay chiếc taxi đó, gõ cửa, nó cộng sản, communist, thì có mấy hai ông cảnh sát đi theo. Thì cảnh sát khi nghe nói như vậy thì cảnh sát mới gõ cửa và mở cửa xe của taxi ra và yêu cầu ông Hùng xuống xe để cảnh sát nói chuyện với ông ta. Và khi đó thì cảnh sát trao đổi với ông lý do tại sao thế này thế nọ đó, thì ông giải thích với cảnh sát. Thì khi đó đồng hương đang đứng đây và tôi thì đứng gần cảnh sát, tại vì cảnh sát họ cũng muốn có một người trong cuộc biểu tình có thể có những ý kiến, họ cần tìm hiểu này nọ đó. Thì do đó tôi được có cơ hội đứng gần cảnh sát trong cái cuộc mà phỏng vấn hay trao đổi với ông Hùng Cửu Long. Như vậy thì khi mà ông đứng bên cạnh cảnh sát vào thời điểm đó thì có cái sự hỏi từ phía cảnh sát về phía những người biểu tình những cái điều gì hay không thưa ông? Có, thì khi cảnh sát có cô Thị Dung, cô mặc áo vàng quý vị thấy trong phim đó, cô là người mà rất là song sáo trong cái cuộc phản đối này, cô la, cô hát, cô nói bằng tiếng Việt, tiếng Mỹ và cô rất là có tư cách. Dù rằng cái sự giận dữ cổ có xuất hiện nhưng cổ không có đụng chạm mà đánh đạp ai cả. Và cô chỉ muốn là ông kia get out rồi ra khỏi right away này nọ đó. Thì cảnh sát mới thấy cô la hét như vậy thì ông cảnh sát hầu đầu muốn nói tôi muốn nói chuyện với cô. Cảnh sát tại vì ga tiếng lớn á, các bạn nói cái giọng điệu cảnh sát không có lịch sự cho lắm. Thì cô nói là tôi không muốn nói chuyện với ông. Vâng, là cô không, đầu cảnh sát biểu cô tới nói chuyện, cô không đứng, cô không đi. Cái đầu sau đó, cô nghĩ sau đó thì ông cảnh sát, ông mới về, ông trình bày lại cho ông sếp của cảnh sát đứng bên kia. Thì cô Thị Dung này, cô thấy cảnh sát các bạn muốn nói chuyện với cô, thì cô mới bước lại bên kia. Cô nói, ok, bây giờ muốn nói cái gì? Thì ông cảnh sát nói, tôi cũng muốn tìm hiểu là tại sao cô biểu tình này nọ, rồi vấn đề như thế nào, thì cô giải thích. Thì tôi chống một tên cộng sản tới đây và phá hội an ninh rồi làm rối loạn cộng đồng này nọ, do tôi muốn kick him out, muốn đuổi ông ta khỏi khu vực này, và chúng tôi chống cộng sản, chúng tôi những người tị nạn, chúng tôi qua đây, chúng tôi đã trốn chạy cộng sản, trốn chạy cái biểu tượng cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ tội ác của cộng sản, và bây giờ ông này là thách thức là đem tới đây khiêu khích chúng tôi, do đó chúng tôi bắt mã và chúng tôi chống. Thì cô Thị Dung có trả lời cho cảnh sát như vậy thưa anh. Nói về cái việc mà ông Hùng Cửu Long, Lê Đình Hùng bị những người phản đối bằng miệng thì có, nhưng kể cả đánh cũng có, trên hình ảnh cũng có thấy một số khi mà cái phone của ông Hùng Cửu Long rớt xuống, hình ảnh nó bị xáo trộn, và kể cả khi một người cảnh sát gốc Việt có hỏi ông Hùng Cửu Long rằng là ông có bị đánh hay không, Lê Đình Hùng, ông Hùng Cửu Long nói là có. Và kể cả là cảnh sát nói là muốn kiện hay không thì ông nói là không, vân vân. Như vậy về cái việc đánh đã xảy ra như thế nào thưa ông? Chúng ta thấy có người thì đổ nước Coca-Cola lên đầu ông Hùng Cửu Long, và kể cả có những người thực sự là đã đụng chạm tới thân thể ông Hùng Cửu Long. Ông có thể nói về điều đó. Tôi xác nhận chính lịch thằng tôi có thấy. Và có thể trong cuốn phim tôi cũng có thâu điều đó, tại vì nó xảy ra công khai mà. Và theo tôi nghĩ những người đánh đó họ cũng chấp nhận trước rồi. Họ
họ sẵn sàng, tại vì họ lớn hết rồi chứ không phải vì con nít mà vì bất thực bất ngờ đâu. Tuy nhiên tôi nghĩ cái đánh đó nó không có phải là muốn giết hại ai, theo tôi nghĩ vậy, đó chỉ là cái sự bực tức, cái sự mà phẫn nộ bất thường mà cảm tính con người nó. Tôi nghĩ rằng cái chuyện đó xảy ra cũng, tôi không có khuyến khích những sự bạo động. Tuy nhiên nếu cho rằng cái đó nó ghê gớm lắm thì theo cái nhìn tôi nó không ghê gớm, tại vì đó sự cảm xúc bất ngờ và không dàn được cân nắng giận thôi. Tại vì anh tưởng tượng một người HO tù nhân chính trị ở tù mười mấy chục năm trời, vợ con bị cộng sản hiếp đáp rồi hiếp dâm rồi mắc của cải này nọ, thì bây giờ họ nghe nói cộng sản, đặc biệt là cờ đảo sao vàng, thì họ ám ảnh, họ giận dữ, thì cái chuyện nó có thể xảy ra được. Ngay cả một đất nước văn minh mới đây thôi, anh thấy không, những cuộc tranh cử vừa rồi giữa ông Donald Trump và Hillary Clinton trong những cuộc đánh nhau loan cao cao rồi cuối cùng nó cũng không kiện cáo gì lắm. Ngay cả ông manager là người trí thức lãnh đạo tranh cử của ông Donald Trump đánh những người mà chống ông Trump đã khá vậy, chắc quý vị thấy rồi. Nước Mỹ mà nếu mà sơ sát mà cứ kiện cáo, tôi nghĩ ngày khoảng 10 triệu vụ chứ không phải 1 triệu đâu. Vì đó tôi nghĩ văn phòng biện lý hay là cơ quan an ninh hay này nọ khi truy tố họ và coi nó có trầm trọng hay không, và có on purpose, có phải là cố tình hay không. Còn bằng chứng là dù Trần Trường, nếu anh nhớ năm 1999 có những sự xô xát đánh đập ông Trần Trường, ném cà chua, ném trứng thối này nọ, đến nỗi ông phải nằm liệt ở dưới, có tới mấy chục người bị bắt. Rồi cuối cùng biện lý họ thấy cũng không phải là sự cố tình giết hại ai, do đó họ đã tha bổng, họ đã miễn tố. Thì cái vụ này thì tôi nghĩ rằng đặc biệt là ông có thể đau đớn một chút đỉnh, nhưng nếu mà nguy hiểm tính mạng thì không. Do đó như anh thấy là ông Hùng Cửu Lam ông nói trả lời cảnh sát ông không muốn truy tố, thì tôi nghĩ là cái chuyện nó xảy ra ngoài ý muốn, và tôi rất tiếc nó thấy xảy ra. Thưa anh, việc đó chúng ta hy vọng sẽ được hỏi ý kiến liên quan tới việc này với cơ quan công quyền như là cảnh sát hoặc là văn phòng biện lý quận Cam trong những ngày tới về cái việc này. Việc này đã xảy ra ngay ở thành phố Westminster. Ông có nghe những cái ý kiến của phía các viên chức của thành phố Westminster về vấn đề này hay không, thưa ông? Tại vì được biết là ở thành phố Westminster cũng đã ra những cái dự luật liên quan tới những cái điều luật liên quan tới cái rất là trực tiếp tới vấn đề này. Thưa ông Ngô Kỷ. Vâng, thì đặc biệt nhân dịp đây tôi cũng cảm ơn ông thị trưởng Tạ Đức Trí là người Việt Nam đã đắc cử hai nhiệm kỳ mấy năm trước, và ngày 8 tháng 11 vừa rồi ông ta đã có số phiếu cao nhất, coi như tái đắc cử nhiệm kỳ 2 thị trưởng của thành phố Westminster là các khu Lít Sài Gòn này. Và vào thứ Bảy, tức nhân trước ngày phản đối ông Hùng tới đây, tôi đích thân gọi nói chuyện với ông Tạ Đức Trí thị trưởng, và tôi có trình bày ông về sự kiện là ông Hùng Cửu Long sẽ tới đây khiêu khích mặt cờ đảo sao vàng, rất là tôi nghĩ rằng có những sự đụng chạm và phản đối có thể làm rối loạn cái trật tự của Busan này. Thì ông Tạ Đức Trí ông ghi nhận và ông nói ông sẽ thông báo cho ông cảnh sát trưởng biết, và chúng tôi nói theo ông nghĩ như thế nào. Thì ông ta nói thì nếu mà bất cứ một người nào mà tới đây mà tạo nên sự rối loạn hay làm bất ổn cho các cộng đồng hay là cái xã hội của thành phố Westminster, thì cảnh sát họ có những cái chế tài, họ có những cái giải quyết theo để mà giữ bảo vệ. Không nghĩa là người ta phản đối hay chống đối cái sự tự do đi lại, tại nước Mỹ là đất nước tự do. Tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do ăn mặc áo quần như thế nào, cái quyền đây là nước dân chủ, đó là cái tốt đẹp của đất nước Mỹ. Tuy nhiên cái sự xuất hiện những lời nói cử chỉ hành động mà tạo nên sự bất ổn hay sự phản đối mà trầm trọng, thì cảnh sát họ có được những quyền để mời cái người đó đi chỗ khác, nếu không đi thì người ta có thể bắt và có thể truy tố, đại khái vậy. Thì đặc biệt thành phố Westminster như anh biết năm 99 đó, tới cả gần 100.000 người biểu tình ông Trần Trường treo cờ máu của cộng sản hình Hồ Chí Minh, kéo dẫn đến 53 ngày người biểu tình ngày đêm, 53 ngày đêm, và thành phố Westminster đã tốn gần 2 triệu đô la để mà chi phí trả lương cho cảnh sát để mà giữ an toàn và an ninh, và hơn gần 500-600 cảnh sát từ các nơi đã về hỗ trợ Westminster để bảo vệ cái an ninh của thành phố. Do đó thành phố Westminster họ rất là ngại ngùng. Do đó khi tôi có nói cảnh sát, nếu mà quý vị không giải quyết đưa ông này đi á, tôi nói quý vị khoảng một
giờ nữa thì at least cũng 1.000 người tới, và 5-6 giờ có thể đến 10.000, 20.000 người tới đây. Tôi nói cảnh sát như vậy, và cảnh sát họ hiểu điều đó, họ rất là ngại. Bằng chứng là Westminster, Sanana và Gatineau, ba thành phố của Michigan đã đưa ra cái những cái nghị quyết, cái luật là những phái đoàn nào của Cộng sản Việt Nam tới ba thành phố đó phải thông báo cho thành phố và cảnh sát trước, biết trước 15 ngày để người ta có xét lại có bảo đảm an ninh hay không trước khi tới. Và những sự phí tổn nếu là đồng bào biểu tình hay nào thì những người phái đoàn của Cộng sản Việt Nam phải chi phí và trả tiền cho cảnh sát. Tại vì họ sợ nếu phái đoàn tới đồng bào biểu tình mà nếu lên số con số 10.000, 20.000, 30.000 này rất là tốn kém, rất là nguy hiểm. Và chính vì vậy mà anh thấy từ ngày băng giao với Mỹ chưa có một lãnh tụ hoặc chính thức nào, phái đoàn cộng sản nào chính thức tới ba thành phố ngay Michigan, ngay thủ đô. Chúng ta đang đứng là thủ đô tị nạn Michigan, là nơi mà lớn nhất, quận Cam có 300.000 dân, mà anh thấy là ngay thủ đô này chưa có một phái đoàn nào của cộng sản tới. Tại vì họ ngại, tại vì chính phủ Mỹ chưa chắc, thành phố họ chưa chắc chấp nhận cho tới, tại vì họ sợ có những cái nguy hiểm đến tính mạng cả hai bên, cả bên phái đoàn của cộng sản Việt Nam và cả bên những người biểu tình thôi. Với sự phản đối của những người dân gốc Việt ở đây như vậy, với sự can thiệp của cảnh sát và với sự lên tiếng của viên chức của thành phố như vậy, theo ông nghĩ là trong tương lai cái việc mà chính bản thân ông Hùng Cửu Long, doanh nhân Lê Đình Hùng sang Mỹ, nó có bị trở ngại gì về cái vấn đề xuất nhập cảnh vào nước Mỹ không? Hiện tại thì tôi đang liên lạc những cơ quan chức quyền để tôi xác nhận lại điều đó. Tại vì tôi đọc trên những diễn đàn thì người ta nói ông ta đã bị tống xuất về Việt Nam và ông ta đã bị restraining order, là lệnh cách ly không được tới ngày Phúc Lộc Thọ và trở ngại không được qua Mỹ nữa. Thì thật sự tôi nói cái sách nó chứng, chúng chưa kiểm chứng được. Tuy nhiên cái sự việc ông ta phải về gấp Việt Nam trong ngày đêm đó, tại vì chúng tôi thấy trên Facebook ông ta chiếu cái cảnh ông ta đứng tại phi trường Lost Lake ngay cái đêm đó để về Việt Nam. Cái chuyện đó nó cũng làm cho tôi thắc mắc, và chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể ông ta gặp trở ngại. Tại vì khi cảnh sát hay chính quyền đây họ coi những luật lệ và họ biết những cái chuyện của ông tới đây khiêu khích, tới đây tạo như vậy, có thể họ đưa ra những cái biện pháp. Và cái chuyện nó có thể xảy ra thưa anh, tại vì sự có mặt của ông Hùng Cửu Long nó trở thành một vấn đề an ninh. Đảm bảo đứng đấy, cảnh sát đứng ở chỗ cái cò đỏ đó. Một lần nữa, đây chính là địa điểm mà hai hôm trước, ngày 20 tây tháng 11 năm 2016, ông Lê Đình Hùng xuất hiện ở Little Sài Gòn với những tuyên bố trước đó liên quan tới việc mặc chiếc áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Mặc dù ông không mặc lá cờ, mặc chiếc áo đó như đã nói, nhưng cũng đã gặp sự phản đối của một số người dân gốc Việt ở đây. Việc ông Lê Đình Hùng tới đây có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này. Đối với ông Lê Đình Hùng, đây là một nỗ lực để có thể tìm cách đối thoại với những người không đồng ý với các chính sách của phía Việt Nam. Nỗ lực đó có thể nói đã không thành với sự phản đối của những người ngày hôm đó. Ông Ngô Kỷ, nếu mà xét một góc cạnh nào đó, cái việc ông Lê Đình Hùng không mặc áo mang hình cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở đây, phải chăng đó là một cái cách mà ông ta tìm cách để mà đối thoại với những người ở đây, nói chuyện với những người ở đây, như là ông đã viết ở trên cái trang Facebook của ông ấy? Chuyện đó đã không xảy ra được cái sự đối thoại. Ông nghĩ rằng có phải chăng là một cái cơ hội đối thoại đã bị bỏ qua hay không, thưa ông? Vâng, anh Vũ Hoàng Lăng, nếu anh cho phép tôi có thể có ý kiến về cái lời phát biểu anh vừa rồi. Anh nói là cái ông Hùng Cửu Long đó có một nỗ lực, anh dùng chữ nỗ lực thì tôi không biết là anh dựa vào đâu.
có thể anh dựa theo những điều ông ta nói, chứ thật sự anh cũng không biết thật sự có nỗ lực hay không, và ông ta đang đứng về phía nào. Thật sự ngay giờ này tôi cũng không có minh định, không biết ông ta là cá nhân ông hay là ông đi với chỉ thị nhà nước của Cộng sản. Tại vì ông nhân danh là cái lá cờ đỏ sao vàng. Nếu mà ông không đi với một sứ mạng của Cộng sản Việt Nam thì ông không có cần phải mặc cờ đỏ sao vàng, thưa ông. Do đó, chính vì vậy mà đồng bào phẫn nộ. Chứ nếu mà ông cá nhân ông mặc đồ bình thường, hay ngay cái áo dài màu vàng, màu tím, màu xanh, mà ông đừng có nói là trên Facebook là mặc cờ đỏ sao vàng thì người ta không phản đối. Xin nói một đôi chút cái dữ kiện. Ông Hùng Cứu Long là một người trước đây không lâu đã có cố gắng đăng ký vào ứng cử vào đại biểu Quốc hội Việt Nam với tư cách cá nhân, và khi làm cái chuyện đó ông ấy cũng đã có một số phát biểu được nhiều người ở bên hải ngoại phản ứng một cách thiện cảm. Và gần thời gian gần đây qua trang Facebook của ông Hùng Cửu Long cũng như là trang YouTube của ông Hùng Cửu Long có khá nhiều phát biểu có thể nói là mang tính phản biện đối với lại những cái việc đang diễn ra ở Việt Nam. Đó là những cái mà hiện nay xảy ra. Ông ghi nhận những cái điều những cái điều đó như thế nào với một cái người như thế xuất hiện ở đây, thì ông có ý kiến như thế nào? Vâng, cảm ơn nhận chia sẻ điều đó. Nhưng đối với một người làm đấu tranh chính trị, vâng, tôi rất là dè dặt. Tôi rất là coi thường sự nhận định của những người lãnh đạo hay những cái tổ chức đấu tranh hải ngoại, thưa anh. Nhân danh đấu tranh, nhân danh quốc gia, nhưng cái trình độ hiểu biết hoặc trình độ chính trị họ rất là non kém. Họ nói về cảm tính, về cảm xúc, rồi họ không có suy luận. Họ nhìn cái sự kiện và họ cho rằng đó là những cái tốt lành này nọ. Nhưng người đấu tranh mà có kinh nghiệm, có sự chín chắn đó, họ rất dè dặt. Nghe một người mà chửi Cộng sản là người ta sướng rên rồi. Nhưng tôi là người đấu tranh rất là cẩn thận, tôi nghiên cứu. Tại vì do đó có chữ cùi. Chữ cùi là sao? Là Cộng sản nó có thể đưa một người của nó ra để đả đảo Cộng sản, chống Cộng sản, nhưng thật sự nó chỉ là cò mồi mà thôi. Do đó đấu tranh chúng ta phải cẩn thận. Thì trở lại, cho đến giờ này, dù rằng tôi cũng có theo dõi một số tài liệu về ông Hùng Cửu Long này, nhưng nếu nhận định ông ta thiệt hay giả, cùi hay chân thành, hiện tại chúng ta cũng không có gì bảo đảm cả. Do đó chính vì vậy tôi chỉ dựa vào những cái gì có nó có sách bánh chứng. Ông ta nói ông mặc cờ đỏ sao vàng và tôi cho ông ta tên Cộng sản. Ông phải nhân danh là Cộng sản ông mới mặc cờ đỏ sao vàng. Chứ nếu ông là người bình thường, một người dân, một người chủ những công ty tử trang qua tham lịch Sài Gòn này, một người dân Việt Nam, thì không có gì chúng tôi bất mãn và phản đối cả. Do đó trở lại ông Hùng Cửu Long, tôi cho rằng ông ta đến đây với tư cách chính trị. Và một điều ông rất là sai, tại vì nếu mà ông nhân danh ông là một người ứng cử đại biểu quốc hội dân nữa, và bằng chứng là cái chuyện đó đã qua rồi, ông đã bị Cộng sản loại ra khỏi, không cho ông tranh cử mà, thì cũng chẳng có gì giá trị cả. Và ngay cả những ngay bà Kim Ngân chủ tịch quốc hội chúng tôi vẫn coi thường, tại vì cộng đồng này là tị nạn đâu có tôn trọng hay công nhận cái sự hiện hữu của Đảng Cộng sản hay nhà nước Cộng sản nó riêng. Và ngay cả vấn đề quốc hội nữa, bà chủ tịch quốc hội bà Kim Ngân mà chúng tôi vẫn coi thường và khinh rẻ bà, thì ăn thua gì ông này là một người chỉ nộp đơn ứng cử thôi, chưa được ứng cử nữa, thì có giá trị gì đối với cộng đồng cả nước Việt Nam? Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sơn hay là chủ tịch nhà nước ngày xưa Nguyễn Tấn Dũng này nọ qua để mà nói chuyện hòa hợp hòa giải, chúng tôi không cần ngồi, chúng tôi không cần nói chuyện, chúng tôi không thèm nói chuyện, thì ăn thua gì ông này, tư cách gì mà ông phải xác lại ông là ai. Do đó chính vì vậy nhưng nói chung lại chúng tôi phẫn nộ là lá cờ đỏ sao vàng. Cờ đỏ sao vàng là chúng tôi cho rằng lá cờ tội ác và chống ông, tại vì ông nhân cho lá cờ đỏ sao vàng, thưa anh. Nói về ông Hùng Cửu Long thì không gì bằng chính sử dụng những cái điều mà chính ông Hùng Cửu Long viết trên trang của ông ấy. Vài ngày trước khi mà ông Hùng Cửu Long xuất hiện ở đây, ông cũng đã viết một cái dòng ở trên một cái bài ở trên cái trang Facebook, gần như là một cái di chúc để trước khi xuất hiện. Có lẽ là ông cũng đã có chuẩn bị cho những cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Trong cái bài đó thì có một cái đoạn có nhiều phần, nhưng mà cái phần số 10 thì ông có viết như thế này: viết cho nhà nước và quốc dân đồng bào, chính quyền cho rằng áo dài nói xấu chế độ. Áo dài một lần nữa đây chính là chính bản thân ông Hùng Cửu Long,
chính quyền cho rằng áo dài nói xấu chế độ, dư luận cho là áo dài phản động, bà con kiều bào cho áo dài là Việt Cộng, còn xã hội cho áo dài ngáo đá, khùng điên, thích nổi tiếng, cần scandal. Hùng Cửu Long không đại diện cho ai, không làm việc cho tổ chức nào, không đại diện cho, không đại diện quyền con người cho Lê Đình Hùng, một công dân. À, tôi đại diện quyền con người cho Lê Đình Hùng, một công dân, cử tri Việt Nam. Nhưng áo dài là Mr. Áo dài Hùng Cửu Long, mình nghĩ, nói, làm, học theo cách của mình. Áo dài muốn làm chiếc cầu nối hai bờ sông cho giao thông thuận tiện, mà ai cũng có quyền qua lại, không thu phí yêu thương. Là chuyến bay chở nhân dân tới những giấc mơ, cuộc đời dân chủ tự do, công bằng yêu thương. Là những con tàu chở quốc dân đồng bào, miễn phí bình đẳng đối thoại phản biện, công khai minh bạch cùng thế giới văn minh, vân vân. Một cách cá nhân, ông Ngô Kỷ đánh giá là cái việc này xảy ra do ông Hùng Cửu Long làm như vậy, nó theo ông đánh giá một cách hết sức thực chất nó là cái gì thưa ông? Từ đâu mà ra việc này, và cũng như là cái bản chất của vấn đề nó là như thế nào theo ông? Trước khi trả lời, tôi đã nói hồi nãy tôi nhà đấu tranh, vâng, tôi nghiên cứu rất là cẩn thận và tôi phán xét tôi rất là cẩn trọng. Do đó những lời ví dụ lên án cộng sản, chê chính cộng sản, chửi cộng sản Việt Nam có thể là cùi, có thể cộng sản nó cho một cái xã hơi xuất phát vậy, nó dùng một số người để có một cái chỗ để xả hơi bớt sự căm phẫn của dân chúng. Do đó ông này biết là ông trở thành công cụ của cộng sản. Nếu ông làm hạ cộng sản rồi, tôi nghĩ rằng cộng sản không cho ông sống sót đến ngày này rồi. Hả? Tại sao linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Công Chính, hay một số người bị cộng sản bỏ tù, dù rằng họ không có gì mà lên tiếng mà nặng nề bằng ông này? Do đó điều đó chúng ta question, chúng ta đặt vấn đề có phải ông này là cò mồi của cộng sản hay chăng, hay là tay chân cộng sản đưa ra hay chăng? Do đó không phải vì những cái điều anh đạt như vậy ông lên nói cộng sản bất mãn ổng, rồi ổng nói xáo cộng sản này nọ, cái điều đó chúng tôi không tin. Tại vì nhưng chúng tôi nếu mà gán tội ổng á thì chúng tôi cũng không gán tội ổng, cho chúng tôi đặt question thôi. Do đó tôi không tin tưởng, nhưng nếu mà tôi chụp mũ ổng thì tôi rất là dài dạt. Tại vì tuy nhiên tôi có quyền chỉ vào mặt ổng, rõ ràng là một tên cộng sản, tại vì ổng mặc cờ đỏ sao vàng qua nơi đây. Ổng ở Việt Nam, ổng mặc cờ đỏ sao vàng, chúng tôi chấp nhận. Ok, ổng sống xã hội đó này nọ, có thể ổng cần phải mặc như vậy. Nhưng qua ở ngoài mà ổng thách đố mặc cờ đỏ sao vàng, tôi nghĩ ông này ổng make một mistake, lỗi lầm, là tại ổng ý là ổng qua Texas, ổng mặc cờ đỏ sao vàng, ổng lên Washington DC, ổng tới tòa Bạch Ốc trước đó hay này nọ, ổng tới một cái tiệm làm nail, làm tay, móng tay, ổng chụp hình, ổng cờ đỏ sao vàng, không ai chống đối hết. Ổng nghĩ rằng về Bosa này là chỗ ổng có thương, do đó ổng mới thách đố trên cái Facebook. Và khi mà ổng nghe được cái phản ứng của đồng bào, cũng như ổng biết được thành phố đây có những dự luật chống cộng sản hay này nọ như vậy đó, thì có thể ổng hèn nhát. Bây giờ trở thành con người hèn nhát rồi. Trong khi ông hứa là ông sẽ mặc cờ đỏ sao vàng, đây là cái vết dơ của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không riêng gì ông Hùng, thưa anh. Tại vì sự hèn, cái hèn ông sẽ làm Cộng sản hèn theo. Do đó tôi nghĩ nhà nước Cộng sản và Đảng Cộng sản rất là ghét ông này, sẽ chỉ trích ông này tại sao ông làm nhục đất nước chúng tôi. Tại vì ông đã nhân danh cờ đỏ sao vàng, rồi cuối cùng ông tới đó, ông hứa hẹn rồi ông không dám mặc cờ đỏ sao vàng. Như vậy tôi nghĩ rằng ông Hùng này, thay vì ông làm lợi cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Cộng sản Việt Nam, thì ông làm nhục cho Đảng và nhà nước Việt Nam, thưa anh, khi mà ông hèn nhát, ông không dám mặc cờ đỏ sao vàng tới đây. Nếu đặt trường hợp là những cái lời của ông Hùng Cửu Long là đúng, là có thật, tức là ông muốn có một cái sự đối thoại, một sự nói chuyện nào đó, nếu chữ nói đối thoại nó quá to lớn thì dùng cái chữ nói chuyện nào đó với những người trong cộng đồng Việt Nam ở đây. Nếu đặt trong một cái ngữ cảnh khác là không có bất cứ những cái gì liên quan tới cờ đỏ sao vàng vân vân, ông nghĩ có cơ hội lần sau là mọi người sẽ ngồi nói chuyện với nhau để có thể tìm hiểu nhau hơn, những người rất hiểu trong Việt Nam và những người rất hiểu ở bên này nói chuyện với nhau, theo ông nghĩ là có cái cơ hội đó trong tương lai không? Nếu dùng chữ nếu đi ha, như cái tinh thần anh nói đó, thì tôi khen ổng có một cái làm như vậy. Tuy nhiên ở khía cạnh khác tôi nghĩ ông ta bệnh tâm thần, người không bình thường theo cái gì của tôi. Tại vì ông ta phải hiểu ông ta là ai mới được chứ, chỗ đứng ông ta như thế nào chứ. Nếu mà làm được, cộng sản đã làm rồi, nghị quyết 36 là ông đã bỏ bao nhiêu triệu đô để mà nó vận hành cái
thi hành nghị quyết 36 nó bỏ bao nhiêu đài tiền cho các đài truyền hình, truyền thanh, phát thanh, báo chí ở ngay hải ngoại này. Và hải ngoại này nó có VTV, nó có VTC, nó có Net Việt và bao nhiêu cái đài truyền hình, phát thanh, báo chí của người Việt Nam tị nạn Cộng sản đây đang biết bắt tay với Cộng sản, tuyên truyền Cộng sản, thi hành nghị quyết 36 Cộng sản đây của những người mà nhân dân tị nạn đấy nè, mà còn không thuyết phục được đồng bào, không thành công trong nghị quyết 36 thì hỏi ông ta là ai? Do đó tôi nói ông tâm thần không tưởng là cái chuyện không phải oan ông đâu. Nhưng như chữ nếu, dùng chữ nếu ông ta thật lòng thì tội nghiệp cho ông ta. Và tôi nghĩ rằng ông ta nên cầu nguyện thì hơn. Chứ còn ông ta bỏ công bỏ sức mà đi làm chuyện đó thì tôi nghĩ rằng nó không thực tế. Tại vì hỏi bao nhiêu người biết Hùng Cửu Long và cái giá trị ông chỗ nào, chỗ đứng ông chỗ nào và sự hiểu biết ông như thế nào về Cộng sản quốc gia, và ông biết hòa hợp hòa giải như thế nào. Cộng sản nó muốn hòa hợp hòa giải, bao nhiêu người nói đó phải hòa hợp với 90 triệu người trong nước. Mà trong khi ông không hòa hợp, tại sao ông không giúp Đảng Cộng sản Việt Nam hòa hợp với 90 triệu trong nước trước khi ông ra hòa hợp với hội ngoại này? Do đó ông làm một chuyện viển vông và nó không thực tế thì tôi thấy tội nghiệp cho ông, thưa anh. Nếu phải bỏ qua tất cả những cái chuyện đau to bố lớn như là hòa hợp, hòa giải, vân vân, giữa cá nhân với cá nhân, ông nghĩ là có một cái cơ hội nào đó ông và ông Hùng Cửu Long ngồi uống cà phê nói chuyện với nhau trong tương lai không, thưa ông? Nếu sẵn sàng, ông ta nói ông ta không cộng sản và ông ta đánh với tư cách người Việt Nam, tôi sẵn sàng. Anh biết tính tôi, chính vì vậy mà tôi hoạt động rất là độc lập. Tôi khác nhiều người nhân danh là chống cạn quốc gia đây, họ không có liên hệ với tôi và tôi không liên hệ đến họ. Những người lãnh tụ này nọ, tại vì tôi có đường tôi đi, tôi nhận xét. Đáng chứng tôi đã nói chuyện với ông Nguyễn Thanh Sơn qua lại, qua diễn đàn Phố Bô Sa TV chẳng hạn vậy này nọ. Ông là chủ tịch Ủy ban Người Việt nước ngoài, ông là cựu thứ trưởng, bây giờ ông đại sứ của Cộng sản tại Nga Sô mà ông còn chưa thể đi hòa hợp hòa giải, chưa làm những cái thành công, những cái đường hướng hay những cái mục đích mà ông Hùng Cửu Long này muốn làm, thì hỏi ông Cửu Long làm sao mà đủ trình độ, đủ tư cách để làm. Tội nghiệp ông ta. Thì trở lại khi mà tôi biểu tình chống ông ta thì ông ta cứ ôm tôi hoài tôi thấy rất là tội nghiệp. Rồi ông lại tôi la ông này nói ông cũng chụp ôm, chụp hình này nọ, thì tôi thấy tội nghiệp. Và tôi có nói ông Hùng Cửu Long, quý vị coi những cuốn phim thấy tôi nói rất là rõ, ông Hùng Cửu Long nếu ông là người dân, ông tới ông tham viếng Phúc Lộc Thọ này, tôi welcome, không có gì trục trặc cả. Nhưng tại sao ông là thách đố, ông khiêu khích đồng bào, đồng cộng đồng đây, ông nói ông sẽ mặc cờ đảo sao vàng, đó là lý do tại sao chúng tôi phản đối với ông. Thì trở lại, bây giờ nếu nói ông là ghê gớm này nọ thì chúng tôi không có bằng chứng. Tuy nhiên, qua cái hành động ông mặc cờ đảo sao vàng như vậy là chúng tôi phẫn nộ, vì ông rõ ràng ông khiêu khích. Tuy nhiên trong tình người đó, nếu ông ta đến với một tình người và ông trút bỏ cờ đỏ sao vàng ra với một ông Hùng Cửu Long hay là ông Lê Đình Hùng vân vân, và muốn gặp tôi anytime, nếu cần muốn gặp bất cứ nào và tôi sẵn sàng nói chuyện với ông với trong tinh thần cùng người với nhau, thưa anh. Và giữa hai con người, giữa hai người dân, ông Ngô Kỷ và ông Hùng Cửu Long sẽ có thể nói bất cứ chuyện gì. Vâng, miễn là ông không có nhân danh là cộng sản, ông đừng có nhân danh cờ đảo sao vàng, và tôi sẵn sàng nói chuyện với ông. Vâng, tôi cách đây hôm qua tôi vào Facebook ông, tôi đọc một bài thơ ông, tôi rất là xúc động. Dù rằng tôi phản đối ông, tôi la hét ông sùm, tôi tống cổ ông ra khỏi ngọn đài tại vì lá cờ đảo sao vàng, nhưng ông ta viết một cái bài thơ mà tôi đọc tôi ứa nước mắt. Vậy thì nếu được thì xin mời ông đọc cái bài thơ đó có được không ạ? Dạ được, tôi vâng, xin. Chúng ta sẽ nghe ông Ngô Kỷ, một người dân ở Little Sài Gòn, đọc bài thơ của ông Lê Đình Hùng, một người dân ở Việt Nam mà làm cho ông ứa nước mắt, mặc dù trước đó mấy ngày là xảy ra sự xô xát ngay tại đây có ông Ngô Kỷ. Ông đã xong chưa thưa ông Ngô Kỷ? Vâng, anh chờ tôi tí, tại vì tôi cũng không có... Đây. Và bài thơ của ông Lê Đình Hùng qua giọng đọc của ông Ngô Kỷ. Tôi sống, tôi đấu tranh, nhưng tôi vẫn đem cái tinh thần của Nguyễn Trãi, lấy chí nhân mà thay cường bạo, đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Do đó vấn đề đặt ra đấu tranh, nhưng tôi vẫn là người tôi khác cộng sản, là sự cộng sản nó tàn ác, và chúng tôi có lương tâm và có tình cảm. Do đó đây, tôi nói là tôi xúc động khi tôi đọc bài thơ này. Tôi nói về con người của ông Hùng Cửu Long, chứ tôi không nói về cộng sản
hai này nọ, cùng cửa làm tôi muốn minh sát như vậy. Thì bài thơ nó như thế này: tôi muốn mình tìm đến Cali, tôi muốn sống như một gia đình, tôi muốn làm một thứ nhỏ thôi, tôi chỉ muốn trong ngoài hòa hợp. Tôi muốn mọi người phải biết yêu nhau, tôi không oán ghét, không gây hận sầu. Tôi muốn đời hết máng chửi nhau, tôi muốn thấy tình yêu dân tộc. Tôi bỗng thành loài thú đi hoang, tôi bỗng sống như loài cỏ dại. Tôi đau lòng vì bị xua đuổi như ma, tôi khóc thét giữa trời Bô Sa Cali. Vâng, chúng ta có thể yêu nhau. Vâng, đó là bài thơ. Và tôi mong rằng khi ông nhắc từ chữ dân tộc như thầy là phải là dân tộc Việt Nam, chứ không phải dân tộc Cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa. Tôi hy vọng rằng ông ý thức như vậy. Và chúng ta là người Việt Nam da vàng, con cháu của Lạc Long Quân Âu Cơ, thì chắc chắn chúng ta là đồng bào với nhau. Tuy nhiên chúng ta khác nhau giữa chế độ quốc gia và cộng sản. Do đó tôi đang nói những lời này cuối cùng này với một con người Hùng Cửu Long, một người dân bình thường, chứ không phải nói một người cộng sản. Tại vì nếu ông là cộng sản, tôi là người chống đối, tôi là người phản đối và có thể tiêu diệt ông. Tuy nhiên tôi đặt bài thơ này với sự giữa tình người và tình người, người Việt Nam và người Việt Nam, thưa quý vị. Với những chia sẻ của ông Ngô Kỷ qua bài thơ của danh nhân Hùng Cửu Long Lê Đình Hùng, buổi nói chuyện với ông Ngô Kỷ tạm chấm dứt ở đây trên đường Bô Sa, một lần nữa ngay địa điểm mà ông Lê Đình Hùng hai ngày trước đây, ngày 20 tháng 11 năm 2016 đã xuất hiện tại đây, tạo nên sự phản đối của nhiều người và sự quan tâm của rất nhiều người ở trên toàn thế giới, trong Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Trong những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với những người quan tâm về việc này, cũng như có thể ngay chính với doanh nhân Hùng Cửu Long để tìm hiểu thêm những cái suy nghĩ của mọi người liên quan tới việc này. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phố Bô Sa TV. Vâng, ok, xin cảm ơn anh Vũ Quang Long. Kính chào quý khán giả của Phố Bô Sa TV.